Đến hẹn lại lên, cứ đến 13 tháng Giêng, Hội Lim lại được tổ chức thu hút hàng vạn du khách về đây du xuân chảy hội. Để đảm bảo an ninh trật tự tại lễ hội Lim năm nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai các biện pháp công tác, tăng cường cán bộ chiến sĩ có mặt tại khu lễ chính, các điểm vui chơi, các tuyến đường để du khách đến với lễ hội được an toàn, lành mạnh. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại biểu, khách mời, nhân dân và du khách về tham dự lễ hội, trước đó Công an huyện Tiên Du đã chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự lễ hội Lim Xuân Giáp Thìn, trong đó huy động 100% quân số thường trực, đồng thời tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ phối hợp tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Thành lập 17 tổ, 15 chốt ở những khu vực trọng điểm, các tuyến đường chính, nơi tập trung du khách tham quan lễ hội, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những đối tượng hoạt động phạm tội, gây ảnh hưởng xấu đến không khí lễ hội. Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán cũng như các lễ hội đầu xuân, Công an huyện Tiên Du đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xây dựng cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự lễ hội xuân vùng Lim Xuân Giáp Thìn năm 2024. Được đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt. Cụ thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thì đã chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đặc biệt là đấu tranh với các tội phạm lợi dụng nơi đông người để thực hiện các hành vi móc túi và các hành vi khác như đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Công an huyện Tiên Du cũng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đảm bảo cái tài sản của mình khi đi tham quan, đi du xuân, đi chảy hội. Cùng với đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày diễn ra hội Lim cũng đã được triển khai thực hiện hiệu quả. Tại trục đường chính vào trung tâm tổ chức lễ hội, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Tiên Du bố trí lực lượng phân luồng hướng dẫn giao thông, đảm bảo các phương án chống ùn tắc giao thông, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho du khách thập phương về du xuân chảy hội. Chúng tôi đã có văn bản tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh để có văn bản đề xuất đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn là phân luồng từ xa đối với các phương tiện là di chuyển qua khu vực là tổ chức lễ hội Lim. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã khảo sát rất kỹ và lên phương án bố trí 14 tổ chốt phân luồng điều tiết từ xa, từ sớm đối với hội Lim, và bên cạnh đó là bố trí những cái tổ tuần tra lưu động sử dụng chuẩn bị sẵn những cái phương tiện cẩu kéo đối với những trường hợp phương tiện là dừng đỗ gặp sự cố ở trên đường để đảm bảo phục vụ cho bà con nhân dân được chảy hội an toàn thông suốt. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, cùng tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ Công an Bắc Ninh đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách, không chỉ về không gian văn hóa tại hội Lim mà còn mang lại cảm giác an toàn khi du xuân chảy hội. Lực lượng công an của địa phương đã sớm chủ động có kế hoạch phân luồng cho tất cả các dòng xe từ bắt đầu vào với hội. Trong cái địa bàn mà tổ chức lễ hội thì nhìn chung là lực lượng công an cũng đã đảm bảo được cái an ninh trật tự, mà điều này nó đã giảm thiểu rất nhiều về cái tệ nạn xã hội. Thì những người du khách chúng tôi là trước tiên là xin chân thành cảm ơn lực lượng công an và ban tổ chức của lễ hội, sau đó là chúng tôi thực sự cảm thấy an tâm tham gia cái lễ hội, rất tin tưởng và vui vẻ. Tôi là chị hai quan họ của Bắc Giang đấy. Bắc Giang đấy thì cũng về đây là thấy khác mọi năm nhiều hơn nhiều, thấy là an ninh trật tự là rất tốt, tôi thấy là rất yên tâm. Tôi thấy là nhìn chung là đông nhưng mà cái công tác an ninh tốt và đảm bảo cho người dân đến dự hội. Song song với các giải pháp đồng bộ và hiệu quả đang được lực lượng công an triển khai, mỗi du khách cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật để hội Lim diễn ra thật vui tươi, an toàn, qua đó đem đến một ấn tượng tốt đẹp về miền quê quan họ Bắc Ninh, Kinh Bắc.